muối, món ẩm thực rất xưa mà cô luôn luôn nghiên cứu rất là sâu, và cô Trà đã người là người truyền là dạy cho tôi. Ẩm thực của Huế chịu ảnh hưởng của trong cung đình thì ăn nó cũng nhỏ thanh. Người Huế không phải là chỉ ăn thức ăn vào miệng mà còn ăn bằng cả ngũ quan. Con tôi đã ở Sài Gòn hết, nhưng mà tôi vẫn thích ở Huế một mình, vì tôi thấy không có nơi nào mà nó có cái cuộc sống nó nhẹ nhàng, nó thanh tịnh và nó êm đềm như ở Huế. Mình thấy những cái con đường, rồi thấy bờ sông, rồi thấy ẩm thực Huế, nó lôi cuốn mình. Gia đình ngày trước là khi nào giỗ Tết thì trong nhà làm món ăn, và tôi khi nào thấy những người lớn làm là thế nào cũng là mang tới để mà nhìn ngắm, học nấu ăn, học làm bánh, tạo cho mình được cái tính chất thứ nhất là tỉ mỉ, thứ hai là cẩn thận, thứ ba là kiên nhẫn. Gia truyền món ăn thất truyền á, tôi lại thích để truyền đạt truyền nghề. Dạ. Rồi, phối Hoàng Yến. Có cái màu mà Hoàng Yến. Dạ. Đều ở đây. Tôi không thể nghĩ rằng một người 87 tuổi mà lại vừa sung sức mà lại vừa tâm huyết như thế. Đó là những cái ấn tượng của tôi về cô, và cũng là người thầy của tôi. Cô luôn trau chuốt những cái kinh nghiệm đó và tạo cho những cái người xung quanh mình cái niềm cảm hứng và đam mê ẩm thực dân gian. Những cái kỹ năng và những cái bí quyết từ thời xưa là đã thất truyền, cô bây giờ cô cũng đã truyền lại chúng tôi. Truyền dài về nấu ẩm thực Huế, về món ăn Huế xưa, thì tôi luôn luôn sẵn sàng cho đến khi nào mà không còn sức khỏe để mà truyền đạt nữa mới thôi.